Xin chào mọi người, mình là Như Sơn Nahi. Và hôm nay Như sẽ cùng với các bạn khám phá những cách phối đồ màu đen trắng cực kỳ sành điệu và thời thượng nhé. Và đối với Như thì màu đen và màu trắng sẽ là một combo phối đồ khá là kinh điển. Tuy nhiên, để phối đồ làm như thế nào để cho cái bộ trang phục nó không nhàm chán thì mọi người hãy cùng đón xem video hôm nay của Như nhé. Bitch, I'm humbling, keep mumbling, I'll keep doubling, you keep bluffing, you've got nothing, I'll keep hustling. Đây sẽ là một bộ trang phục mà Như cảm thấy Như khá là thích. Với bộ trang phục này thì đây sẽ là một cái chiếc chân váy dài của Như. Tuy nhiên thì hôm nay Như sẽ sử dụng nó, cải tiến nó trở thành một chiếc đầm. Và mọi người thấy đây chắc cũng sẽ khó nhận diện đây là một cái chiếc chân váy dài. Và sau đó thì Như cũng tạo thêm một cái điểm nhấn nhỏ, đó là Như cũng sẽ tạo thêm một cái điểm nhấn ở đôi môi màu đỏ, cũng như là Như tạo thêm một cái điểm nhấn hoa tai ở đây. Và song song đó thì bình thường thay vào những cái kiểu tóc mà Như thường dùng là tóc thẳng thì Như cũng đã có một chút thay đổi, đó là Như sẽ búi tóc lên. Với outfit này thì các bạn cũng có thể đi chơi, đi hẹn hò, các bạn có thể đi ra ngoài ăn tối cùng với bạn bè hoặc là người thân. Đây sẽ là cái outfit mà Như nghĩ là khá là dễ dùng và cũng như là minimal, tại vì nó cũng rất là đơn giản. Và Như cũng sẽ kèm thêm một chiếc túi cũng khá là đơn giản, và Như nghĩ là outfit này đẹp. Và với bộ trang phục tiếp theo này thì Như sẽ diện một cái chiếc đầm màu đen khá là cổ điển. Và với chiếc đầm này thì Như sẽ làm tóc phù hợp cho chiếc đầm. Và Như sẽ phối thêm một chiếc bông tai dài cùng với một cái chiếc cúp khá là cổ điển. Và đây sẽ là outfit hôm nay của Như. Sẽ là giống với thiết kế chiếc đầm lúc nãy, và chỉ khác là cái chiếc đầm này màu trắng thôi. Tuy nhiên khi mà Như mặc cái chiếc đầm này thì Như thấy là nó sẽ có phần nữ tính hơn, nhẹ nhàng hơn, thì các bạn cũng có thể dễ dàng phối những cái phụ kiện bạn có thể dùng để đi cà phê sáng hoặc là những buổi trà chiều. Và sau khi mà mình lựa chọn thì mình quyết định là mình sẽ chọn cái dây chuyền này cho cái bộ trang phục, kết hợp thêm một chiếc hoa tai bạc đơn giản. Và đây là outfit hôm nay của mình. Và tiếp đến thì mình sẽ mang giày, mình chọn cái giày màu trắng. Với chiếc đầm ngày hôm nay Như đã chọn thì nó đã thật sự nữ tính. Tuy nhiên để tạo thêm sự nữ tính hơn nữa thì Như lại quyết định phối thêm đôi giày bề cùng với đôi vớ với họa tiết cái nơ. Tuy nhiên sau khi phối xong thì Như thấy rằng là Như cần bỏ thêm một vài cái sự cá tính vào nữa, thì Như lại quyết định phối thêm dây chuyền cùng với hoa tai. Và sau đó một cái điểm nhấn mà Như cảm thấy rất thích đó là Như sẽ tạo thêm một cái kiểu tóc khá là cá
tính ở trong bộ trang phục này. Và đây sẽ là outfit ngày hôm nay của Như. Và với bộ trang phục này thì Như thấy là cũng khá là nổi bật rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì Như cũng sẽ mix thêm đôi hoa tai màu vàng cùng với đôi giày cao gót, cũng một phần nào đó tạo điểm nhấn, cũng như là tuy là có thêm phụ kiện nhưng mà nó cũng khá đơn giản để bộ trang phục có thể trở nên hài hòa và xinh đẹp. Vậy là Như đã giới thiệu với các bạn một số cách phối đồ đen trắng rồi. Và sau khi các bạn đã xem qua video thì các bạn thấy set đồ nào là các bạn thích nhất thì hãy để lại bình luận dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay của Như. Và đừng quên like, share và subscribe kênh của Như nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye.